Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi vòng vòng lụi dạo thôi, chứ không có ai đi đi với mình, không đi có mình chơi vậy. Đi tới chỗ này giờ mình thấy có cặp ông đang đánh nhau nha. Có cặp ông đang chiến đấu. Không? Coi cặp ông này đang chiến đấu nhau nha. Này chắc tranh giành lãnh thổ rồi. Tranh giành lãnh thổ nha anh em. Cắn chích nhau quá trứng. Chứ hai con này đấu dữ thật. Chạy à, con lớn gì mà thua con nhỏ ta? Đó, con lớn gì mà thua con nhỏ? Nhỏ đã thắng nha. Đó, nhỏ thắng rồi. Dữ thiệt. Ui, quá phê anh em. Trời ơi, anh em thấy gì chưa? Trời ơi, mình đang đi. Mình đang đi. Thấy. Trời ơi, quá trời phê, quá khủng luôn. Con này quá trời luôn rồi. Ôi rồi, nè coi nè. Quá phê không? Ôi dồi, con sắn nó gị nè. Lôi mình đi nè. Ôi dồi. Trời ơi. Ôi quá phê luôn. Mình không có đi. Ôi quá phê luôn anh em ơi. Mình đang chạy xe. Mình biết thế nào nó cũng qua nữa. Qua nữa là mình sẽ hốt xác liền nha. Nó đã mở đã nói rồi, sắn bắt Tây Ninh là sẽ hốt nó rồi. Ôi quá đã luôn. Con này anh em, nó xiết mình nè. Trời ơi, con này mới thai mới ra ăn luôn nha. Trời ơi, quá đã luôn. Edit. Edit nha mọi người. Rồi để mình bắt ra cái anh quay tiếp cho anh em xem nha. Cũng đi kiếm chứ, đi tự giờ lục tự giờ. Anh em xem. Quá đã luôn nha. Quá phê, còn gì bằng nữa anh em ơi. Đi đi từ sáng giờ luôn nha. Nè coi nè. Thằng cờ lụm được cắn khủng luôn nha. Quá đã luôn nha anh em. Đó coi nè. Ôi coi nè, con này chắc ký sáu quá, ký rưỡi ký sáu quá trời đã luôn. Kiếm cái mối hay gì vậy? Mối khó kiếm quá, cũng đi vòng 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 vậy nữa. Rồi, rồi. Quá mệt luôn nha anh em. Ồ, coi đó nè. Quá trời mệt luôn. Ồ, con sắn. Quá trời mệt luôn nha. Ồ, mệt. Phải gọi là mệt cầm ca luôn. Ồ, giật với nó trong trong cái lùm á. Ôi dụ ra tày cái cổ à, quấn vô trong cái sợi dây á, nè quấn trong sợi dây cái tày hơi sơ cái cổ á. Ôi dụ quá xa. Quá trời đã luôn. Tạp nè anh em. Trời ơi, táp anh em ơi. Táp anh em ơi. Trời ơi, trời táp anh em ơi. Táp quá táp. Mùa này mình không đặt bẫy nha. Mùa này không đặt bẫy mà mình cũng bắt được mấy con rồi. Trời ơi, quá trời phê. Trời ơi, cột rượt đuổi. Quá trời mệt luôn nha. Rồi, rồi vô rắn nhất rồi, rắn đại rồi. Này vô rắn đại chắc cú rồi nha anh em. Quá trời khủng luôn mà. Ồ, nó chuẩn bị cắn, chuẩn bị cắn. Rồi, chuẩn bị cắn. Ui. Rồi, để mình về tới nhà cái mình cân ra cho anh em xem nha. Giờ đây cũng không có bao để đựng luôn nè, tại mình đi vòng vòng mình kiếm thôi, đi vòng vòng hơn sao gặp. Ồ, nó bự. Ui. Trời, cắn. Trời, cắn.
xem nó nè, quá trời bự, cắn quá cắn rồi. Giờ không biết lấy gì đựng đi xách về nữa nè, kiểm bao quá. Để kiếm bao đựng sách về các anh em ơi. Coi bản mặt nữa nè. Ồ, quá trời rồi, con rắn nè. Ôi, xiết cái tay mình nè, coi nè. Quá trời con rắn rồi, để mình về mình cân cho anh em xem nha. Ồ, quá phê rồi. Thôi, phải chạy về cái thôi, tính đi nữa mà chắc chạy về kiếm đồ để đựng vô cái anh em. Ồ, con rắn nó bự. Coi nè. Quá trời bự luôn, đen. Kinh luôn. Đã không? Muốn cầm hoài luôn bạn, tại phê quá. Phê quá muốn cầm hoài cho anh em xem luôn nha. Đó, tới vừa tới chỗ này nè, cái là tại vì mình biết chắc con rắn này là nó mình sẽ thu phục được nó mà. Tôi déo thu phục được nó đó, anh em. Trời ơi, quá trời rồi. Anh em nhớ đón xem nha, đón xem clip ngày mai nha. Quá cho đã rồi. Em nó đã vào bồng rồi nha các bạn. Rồi về tới nhà giờ mình lấy mình cân cho bạn xem con rắn này có bao nhiêu nha. Ồ, em nó đã vô bồng rồi. Quá phê luôn nha anh em. Giờ mình cân cho anh em xem cái con này cỡ nhiêu ký nha. Quá trời luôn, 2 kg giáp nha anh em, 2 kg giáp nha. Ồ, con rắn nó khổng lồ, 2 kg giáp nha, trừ bì ra chắc cũng còn ký 7 kg 8 nha anh em, từ cái bồng ra còn ký 7 kg 8 nha. Vụ này mình không có đi đặt rắn mà mình tình cờ mình chụp được cũng từ bữa cũng được 2-3 con rồi nha. Quá phê luôn em ơi, quá phê quá phê quá phê. Rồi để mình xách ra cho anh em xem chiêm ngưỡng lại cái con rắn khủng của mình nha. Mình đem ra mình chiêm ngưỡng lại con rắn của mình cho anh em xem nha. Quá phê. Ôi ôi, còn gì bằng nữa anh em. Hàng khủng đi rồi, mình đã nói mình tém được con rắn này là mình sẽ tém được nha anh em. Quá phê luôn nha. Ôi ôi, đã quá trời đã luôn. Lâu lắm rồi mới chụp được con rắn khủng vậy nha. Ôi ôi, nãy mình giật nó giật lộn trong bụi lùm cái muốn chết luôn nha các bạn. Tác đâu nữa không?
Rồi kết thúc video hôm nay là mình đi săn là gặp được thằng này nha, quá trời khủng luôn. Rồi các bạn nếu có thấy hay thì nhớ ủng hộ mình nha, kênh Sắt Cắn Tay Đinh nha. Rồi bye bye, hẹn các bạn những video sau nha.